mà tổ đã viên tịch rồi đó, thì sư Thần Quang mới về chùa thì hỏi cô Yên Chi á, thì cô Chi nói rằng tổ bệnh, tôi mới đâu đó tản niệm xưa mà thầy rồi, rồi tôi chôn thầy rồi, tôi mong sư huynh của Thần Quang này ổng mới suy nghĩ nếu là tổ rồi sao có vụ này, thấy không? Cho nên ngài mới nói với Yên Chi á, nói thưa chị, thầy đã viên tịch rồi thì thầy chị nên đem tôi đi ra mộ thầy đó để tôi viếng lại là nhục thân của thầy. Thì bà Yên Chi bà tắc chắc ăn rồi mà biết mình liễm vô rồi mình không chắc ăn cho được, cho nên bà mới dắt cái mà sư Thần Quang ra ngoài quyệt, qua chỗ mộ, ra chỗ mộ thì mới đào lên, đào lên hoặc mộ lên, thì trong cái mộ đó có cái chiếc dài không à. A few moments later. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính chào thưa với cô bác anh chị. Để tiếp tục chương trình trong cái buổi tọa đàm hôm nay thì cháu Thanh Hải có hỏi chú ba ơi gì chứ, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến các vị hoằng đạo sau Đức Phật Thầy Tây An, tất cả những vị Bồ Tát đều có tam thân hay là không? Nếu có thì có như thế nào? Chú ba cũng xin trao đổi để cho chúng con, cho con và tất cả cô bác anh chị trong thế hệ hôm nay được thấy rằng người xưa đã có tam thân như thế nào để cho chúng con khỏi bị lầm trong cái ma quân phiền não ở thế gian trong thời kỳ hạ quân mạt pháp này. Đó là lời của cháu Hải hỏi. Thì chúng tôi cũng xin trao đổi với cô bác anh chị như thế này. Tại vì ở đời này nó khó lắm, cho nên thì Đức Thầy nói là nói thì cô bác anh chị mình thì không chịu nghe. Cho nên ở đây thì cháu Hải hỏi thì cũng trùng cái ý mà chúng tôi cũng muốn trao gửi với quý vị chỗ này, để cho quý vị chúng ta thấy được cái sự đúng hoặc là sự sai của các vị tổ nữa. Quan hỷ chỗ này cũng như ngày xưa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài nhập Niết Bàn rồi đó quý vị, thì họ thử hỏi ngài có tam thân hay không, thì chúng tôi xin trao đổi với quý vị thế này. Cũng như trong thời gian mà nhập Niết Bàn đó thì Đức Ca Diếp trễ, thì Đức về đề trễ, thì Đức Ca Diếp cái diễu ba lần ở tại cái mà chỗ ngài nằm, thì ngài mới thò cái chân ra để cho là tổ mà Ca Diếp ta thấy rằng ngài đã giàu cho kim thân đã nhập vào kim quang rồi, nhưng mà ngài vẫn để cho Ca Diếp thấy được bằng chân của ngài. Khi bà Hoàng hậu Ma Gia xuống đó thì Đức Phật mới dỡ nắp quan lên để cho mẹ là Hoàng hậu Ma Gia thấy nhục thể của ngài. Thì ngài thay cái quý vị thấy đây, thì mình chỉ nói hai cái chuyện này thôi, thì quý vị thấy rằng nếu mà người ta không có tam thân thì hiện giờ người ta đâu có là một vị Bồ Tát hay vị Phật ở thế gian. Mà hiện giờ thì nghe trong kinh nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài hiện là giáo chủ ở cõi ta bà này nữa, thì đồng đạo chúng ta có ghi nhận được hay không là do chúng ta hãy mở cái tâm linh của chính mình để nhận thức như thế nào, rồi chúng ta có một cái niềm tin để chúng ta tu cho trọn vẹn khi cuộc đời chúng ta trải nghiệm. Mà Đức Thầy nói là chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh, thì chúng ta thấy được chúng ta mới thề nguyện phải không, là chớ quên tính tiếng nguyện chốn non xanh. Khi mà ông tổ Đạt Ma tổ sư đó ở bên kia là tổ thứ hai thứ ba mươi mấy đó, mà qua bên Việt Nam của mình là tổ ngài là tổ thứ nhất, thì ngài có đến nước Lương để mà ngài độ cho Lương Võ Đế đó. Thì ông Lương Võ Đế hỏi ngài chứ tôi là cắt 72 cái kiển chùa và nuôi tăng sư thật là nhiều, vậy là tôi làm cái chuyện này có phúc hay là không có phúc? Thì tổ mới trả lời rằng thưa ngài làm thì rất là có một cái sự là yêu thương và sự là phước báo của ngài trong cái hiện tại, nhưng mà đối với phúc báo của ngài thì ngài không có phúc nào hết, thấy không? Thì ngài chưa được phúc nào hết, cho nên nó là ông Lương Võ Đế ông quá tức giận đi, ông nói trời ơi tôi cắt 72 kiển chùa nuôi không biết bao nhiêu tăng sĩ nên mà tôi không có cái phúc nào hết thì sao? Nhưng mà ông không có hỏi lại coi tổ nói như ý tổ nói như thế nào mới gọi là có phúc. Thì ông giận quá đi, ông mới đuổi tổ ra đi, mà còn quánh tổ nữa chứ ha, đuổi tổ đi mà còn phải kêu lính quánh tổ nữa. Tổ mới buồn quá, tổ mới đi ra thì tổ mới dạy được ông Thần Quang, dạy được Thần Quang
sao thằng Quang này dạy được cô Yên Chi, cũng hai cũng nhiều người tăng sĩ lắm, nhưng mà dạy thì không có các chú trong thời gian như sư thằng Quang thì cũng không tin ngài, mà tổ Yên Chi thì có cái tánh tham, cho nên ngài biết hết trơn, ngài chỉ dạy dùng cái phương tiện ngài dạy mà thôi. Nhưng mà ngài thấy không được rồi thì ngài mới ông thằng Quang thì ngài cũng bỏ ngài đi tới cô Yên Chi. Thì cô Yên Chi thấy bây giờ sư huynh mình đi rồi thì giờ mình ở lại đây mình nuôi thầy. Nhưng mà trong cái mộng của cô là cô là đường bà, nhưng mà cô Yên Chi này cũng có tánh ngộ lắm, là cô muốn làm sao cô đạt được cái tổ mà thôi nhá. Bị trong thời gian đó tổ, nếu mà tổ là tổ thứ nhất rồi thì cô Yên Chi mà cổ dạ cổ học đạo được mà tổ thằng Quang cổ mà đạt mã dạ thì cổ là tổ thứ hai rồi, cho nên cổ với quyết tâm cổ làm. Nhưng mà tâm ác của cổ nó có nó phát thanh lên, mà trong đó thì tổ ngài không nói. Thì cô quý vị biết không, thì tổ dạy hết tất cả những cái gì mà trong cái kinh Phật để lại, nhưng mà có một cái bí quyết như thế nào đó mà cô không dạy cho cô Yên Chi mà thôi. Cho nên cô Yên Chi cô tức quá đi, cổ đó cổ bữa đó cổ làm thiệt luôn, cổ mới đi chợ, cổ mới mua đồ về cổ ra là cúng dường cho tổ. Thì tổ mới cũng dùng như vậy thôi, chỉ dùng rồi thì ngài mới quá thân ra, ngài mới quá thân ra ngài chết đó ha. Ngài chết rồi được cô Yên Chi liệm cô, rồi mới chôn liệm mà đặt bà tổ sư, rồi cái cô Yên Chi mới đem cô đem mà tổ đi chôn đó, thì nó có hết. Nhưng mà tới cái thời gian đó cái ông thằng Quang nè, ông mới nghe tin tổ bị quy tiên thì nhưng mà thằng Quang ngài ông thằng sư thằng Quang á thì ông nó nghe quy tiên thì ông biết gì thôi, chứ ông không có tin tưởng rằng thầy quy tiên thật sự, cho nên ông mới về chùa thì hỏi cô Yên Chi á, thì ông cô Chi nói rằng tổ bệnh mà tại vì gấp quá rồi không có chờ sư huynh về được, cho nên tôi mới đâu đó tặng liệm xưa mà thầy rồi tôi chôn thầy rồi, cũng mong sư huynh cũng quan hỷ giùm. Thì ông thằng Quang này ổng mới suy nghĩ, nếu là tổ rồi sao có vụ này, thấy không? Cho nên ngài mới nói với Yên Chi á, nói thưa chị, bây giờ chị nói mà thầy đã dương tịch rồi thì thầy chị nên đem tôi đi ra mộ thầy đó để tôi giếng lại là nhục thân của thầy. Thì bà Yên Chi bà tắc chắc ăn rồi, mà biết mình liễm vô rồi mình không chắc ăn sao được, cho nên bà mới dắt cái mà sư thằng Quang ra ngoài quyệt, ra chỗ mộ thì mới đào lên hoặc mộ lên, thì trong cái mộ đó có cái chiếc dài không à, có chiếc dài không à, dưới cái công mấy câu thơ. Cho nên nó là thằng Quang mới lấy lên mới đọc như thế này, nó là tuổi đất đông lâm người ít phước, cái gì mà sư tổ nói là tiếc bấy Yên Chi nở hại thầy, đông lâm người ít phước, thảo hài thế tử dội chung thay. Ngài để bốn câu thơ vậy đó, thì xin đọc lại, vì tại vì mình hơi ngọng á, nên thầy nói là ngài nói là trong thơ như thế này, nói đây tuổi đất đông lâm người ít phước, tuổi thảo hài thế tử dội chung thay, là tức là thương bà Yên Chi sao nở hại thầy, rồi tuổi đất long pha đông lâm đó tức là nơi vua là Lương Võ Đế ở, người không có phước, cho nên thảo hài thế tử dội chung thay. Ông thằng qua ông nghe vậy rồi gắp tóc cũng đi, ông đi ra tới bến đò đó quý vị, cái ông mới hỏi ông lái đò chứ ngày qua giờ ông gặp con già nào mà cầm chiếc gậy thấy không, đến đây hay không, đi qua sông hay không, thì ông này ông mới nói, ông nói có, ngày hôm qua có một ông cụ đó, buổi chiều hôm qua có một ông cụ già già trên lưng thì quẩy chiếc dài dưới cây lao, mà khi đi xuống mé sông đó thì ngài phóng trên cây lao á, ngài đi qua sông rồi. Thì cái ông thằng Quang này ông thấy thầy mình vậy rồi đó, cái ông mới đi qua bên bên chỗ thầy chỗ là đức chỗ
chỗ ông mà Đạt Mạ ở đó quý vị, ẩn tận tu. Thì Đạt Mạ vô trong đó, Đạt Mạ đã tu được 9 năm rồi, 9 năm diễn bích. Quý vị biết không, người tu ngày xưa người ta vậy, chứ người ta không phải như mình bây giờ mà ở như tôi ở trong cái cơ sở đạo này đâu. Người ta gặp khó khăn gì đó, người ta vào núi vào non ta ở đi. Cho nên ngày xưa đó Đạt Mạ ngày vô trong núi đó là cửu niên diện bích. Khi qua đến rồi đó thì thằng Quang mới mà nhiều lần dập đầu khẩn bái tôn sư nha, là con có lỗi lầm này kia, con không biết thầy này kia cái nào, hôm nay con là về tới đây rồi, con xin thầy mở lòng từ bi là quan hỷ cho con gặp mặt thầy đi đó. Nhưng mà ở trong thì ông vọng ra, ông nói cũng nhiều lần này kia nọ, ông không có, ông từ chối, ông không gặp được thằng Quang, không gặp được cái ông sư thằng Quang, cho nên ông mới nói nhiều lần. Rồi đến cái lần sau cùng đó, ông thấy mà thằng sư thằng Quang của mình đó quý vị, là thương thầy đó, nhớ thầy rồi, muốn là phải làm sao để là gặp thầy để mà tu cho thành chánh đạo. Cho nên ngài mới quỳ ở ngoài ngoài cửa đó, ngoài động đó để đợi thầy. Nhưng mà sư mà Đạt Mạ ông nói như thế này nè, ông nói bây giờ ông quỳ lên, ông quỳ đó đi, chừng nào tiết rơi trên máu thì tôi sẽ xuất hiện để độ ông. Đó quý vị biết không? Thì ở đây thằng Quang trong thời đó, thì thời gian trước thì ông sư thằng Quang của mình ổng còn mê, ổng chưa hiểu cái gì là lời của Phật, lời của tổ nói. Vì hồi xưa thì ông tổ ông gầy vậy thôi, ông gầy là cũng như là thằng Quang này kia cái nọ vậy để cho thằng Quang buồn thôi, thằng Quang đâu quăng đi. Nhưng hôm nay ông nói câu nói là con ráng quỳ đi, khi nào tiết rơi trên đá thì sẽ có thầy đến để độ cho con. Thì quý vị biết không, thì khi mà ngài là nói xong rồi đó, thì thằng Quang dòm qua dòm lại thì ủa đây đâu có gì đâu mà tiết phải rơi trên đá thôi, giờ ta có cây rươm này nè, chúng ta chặt cái tay đi nha, rồi ta đưa lên gì chắc là tiết sẽ phúng lên, máu chúng ta, máu ta đổ xuống thì tiết sẽ rơi vào đá trước mặt thầy. Thì thật sự như vậy đó quý vị. Khi mà ngài mà thằng sư thằng Quang đó chặt cánh tay này rồi xong đó, chặt cánh tay xong thì máu giọt vô trên cái vách đá, thì máu vừa nhiễu xuống được tiết rơi trên đá mà, thì vừa rơi xuống rồi thì sư là làm lễ xả thiền ra gặp thằng Quang để mà hướng dẫn thằng Quang trên bước đường tu tập đó. Thì ngài quý vị thấy không, cái một ông tổ nào cũng có tam thân, tức Phật cũng có tam thân, mà tổ Đạt Ma cũng có tam thân. Đó là mình muốn nói một hai cái mẫu chuyện của bên Phật giáo. Bây giờ trở lại cái các vị hoàng đạo sau Đức Phật Thầy. Thì quý vị biết đó, thì vào năm quý vị thầy đó, Đức Thầy mình có nói rồi, xưa nay chẳng có cái mấy khi dương trần có Phật dạy thầy xuống đây. Bây giờ có Phật rồi à, chứ không có thánh như ngày xưa phải không gì. Thì bây giờ chúng ta là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, hoặc là hùng nguồn gốc của đạo Bốn Sơn Kỳ Hương cũng thế thôi. Chúng ta phải nghe lời Đức Thầy chúng ta dạy là chúng ta phải cố gắng để mà lo tu. Vì quý vị biết không, là theo chúng tôi nghĩ đó, thì lời Phật dạy đó thì có nhiều cái ẩn ý dữ lắm, cũng như trong giấc mê tâm kệ mà bên của Phật Thầy nói đó, chúng ta hãy cố gắng để mà tu đi. Cũng như Thầy nói ngày nay gặp gốc phải mau tìm gốc đó, cũng như ngày xưa khi mà Đức Phật Thầy ra đời đó, thì ở đây Đức Phật Thầy có nói đó là trong cái giấc mê tâm kệ như thế này nè: đi đâu cho khó nhiều đàn, kìa non bủ tự, nọ ngàn ma ha, nước nào nước chẳng có qua. Núi nào đi đâu cho khó nhiều đàn, kìa non bủ tự, nọ ngàn ma ha, cảnh nào cảnh có qua, non nào non chẳng có tòa thiên thai. Đó như vậy, còn đồng đạo chúng ta thấy không, dầu chúng ta đi đâu cũng vậy thôi, chúng ta hãy nhớ rằng khi chúng ta được sinh vào miền Nam nước Việt, may mắn thai vào năm 1849, Đức Phật Thầy Tây An ra đời ở tại Tòng Sơn, là vị Phật đầu tiên mà ông cha chúng ta đã quy ngưỡng và tôn thờ kính bái để mà tôn rằng là Phật Thầy Tây An là Phật sống ở thế gian. Thì là lần lần đến các vị hoằng đạo, chúng tôi chỉ nói các vị hoằng đạo thôi, các vị hoằng đạo sau Đức Phật Thầy, thì ở đây đó thì có Đức Phật Trùm và Đức Bổn Sư, sau cùng là chúng ta có được là Đức Thầy của chúng ta và ông Sư Giải Bán Khoai.